Hello cả nhà, quan chào cả nhà ngày mới. Sáng nay quan đi vô trong sông mọi người. Trong sông trời nó không có mưa nữa đó, nên đặt lờ cá không chạy, cho nên cá nó chạy ít quá, cho nên quan sáng nay quan đi vô sông để đi câu cá trạch mọi người, đi săn cá trạch. Hôm nay quan mới làm được mấy cái cần câu á. Mấy cần câu 6 cây rồi vô test cần câu rồi đi săn cá trạch có, thì quang quay video mọi người xem ha. Giờ quang mới vô tới sông, mới để xe trên đây rồi đi kiếm bãi câu mọi người. Chừng nào xuống ra cần rồi xong cái có cá ăn quang quay mọi người xem ha. Thì câu cá cái thời gian mà chờ cá ăn nó cũng lâu dài mọi người, cho nên là hồi nào có cá rồi qua mới quay nha, không thì mình cứ để miết này, điện thoại nó không đủ pin để quay mọi người ơi. Vậy mọi người ha, qua đi kiếm bãi câu ở đây mọi người, mà cá nó ăn rồi, cái còn hai cần chưa kịp cắm nữa. Hồi nãy cái cần ngay trước mặt, trước điện thoại đó mọi người, trước màn hình đó dính cá trắng. Bình thường thì qua đi cắm câu á, thì câu cá về cá này quan lấy, nhưng mà đợt này quan lấy cá trắng để về làm mồi mọi người. Thì ra thăm cái cần ngoài đây đem theo cái thùng mọi người. Dính cá chạch á, mình bỏ vô thùng cho nó an toàn. Được em chặt rồi mọi người nè, cá khá đẹp luôn, cá đẹp lắm mọi người. Ui da, gai quá mọi người, đâm muốn bắt cho mọi người xem cái mà mọi người xem tạm vậy nè. Quang ra quang thay cái lưỡi kia dưới lại móc mũi cần dưới mọi người, nó dứt hết mồi rồi xong rồi bắt đầu quang cắm tiếp hai cần. Đứng cột té miết, Luffy nó nhỏ quá thả ra con bốn ngón tay này về chắc chiên lên nước mắm tỏi ớt thì chắc cũng được mọi người, cũng khá to mà thấy không, này thả là uổng quá. Thầy quan đem lại cái bao quan rộng để nó kia mới thay mồi nữa. Cần nó giật giật, nó mới trèo lên tới đây cần nó giật giật à. Chắc mấy con cá phá mồi quá. Cắm ngoài sâu thì nó dễ có cá, nhưng mà nó dở một cái là không quay cận cảnh cho mọi người xem cái bắt con cá được. Quang ra quang gỡ cái cần đó mọi người, gỡ được cá chạch thì ra thay mồi cần phía trước, thì đang chuẩn bị quanh vô thì nó dính tiếp con cá trắng. Một cần đó nãy giờ dính hai cá chạch với một cá trắng mọi người. Bây giờ quang bỏ vô rộng, con này thì nhỏ hơn con nãy nhưng cá đẹp, nhiều cá đẹp.
trên này. Không biết có dính cá mắc mắc ở dưới không ta. Cây mai dương ở dưới là một dễ bước dướng tới dưới luôn, được em chặt lấy bằng này ba em rồi. Em này cũng khá, không bằng em đầu tiên nhưng mà cũng khá mình. Ngon ha, cá đẹp đẹp không. Hoa là bỏ vô rộng để nó bên, không biết cá nó kéo vô trà dưới trà là cái gì. So với mấy em kia thôi chứ còn cá mà đi câu vậy là ngon rồi. Cái tách chặt này gai không mà mọi người khó cầm khó ấy ghê. Coi ngon tôi cái xíu rồi, tiếp tục vô rộng. Được thêm em chặt nữa mọi người, thằng năm em rồi. Con cá nó nuốt lưới câu với quan cỡ có gắn cái manh ý gỡ ra thay lưỡi khác luôn. Để cái lưỡi vậy mình đem con cá nó rộng dưới sông nó lâu chết, chứ còn mình gỡ cái lưỡi cá chạch nó thường nó ăn nó nuốt lưỡi mọi người. Sáng mà bốn phải qua tranh thủ bỏ vô tiết kiệm pin mọi người ơi. Mới cắm được có chục con cá, cả cá trắng, cá rô, cá chạch được chục con mà hết 20% câu lên trên đây rồi mọi người. Còn cắm trên đây cắm thưa lắm, cắm dọc dọc đây thưa lắm. Rồi nãy giờ đi cắm này thấy măng mọi người. Măng trai gai á. Quan tranh thủ bẻ mới về. Mua thịt ba rọi kho hai cha con ăn. Bây giờ quan nghỉ mệt xíu rồi bắt đầu đi thăm câu mọi người, thăm câu coi có cá gỡ cá với thay mồi. Có cá quan quay mọi người xem chứ không quay liên tục được mọi người nha. Thứ nhất là cắm nó thưa xa quá, video nó dài. Thứ hai nữa là tiết kiệm pin mọi người. Rồi, cắm câu á, thăm câu xong cái lên bắt đầu lột măng. Câu chắc cỡ tầm 3 giờ đi về mọi người. Cắm cái cô đây mọi người. Dài dài đây mà. Con cá mọi người 6 cân mà được có 1 con này. Con này cũng khá khá. Chưa gửi đâu. Rồi bây giờ quăng đếm quay mấy con cá cho mọi người xem cho vui ha. Rồi quăng về mọi người. Nãy giờ ấy câu xong rồi quăng tranh thủ ngồi lột măng rồi. Giờ chuẩn bị về.
cũng chiều mọi người, 3 giờ, 2 gần 3 giờ, 2 giờ mấy gần 3 giờ. Con cá trạch này phải dùng bao tay mọi người, nó cầm nó mới đỡ trơn đỡ gai. Quăng ấy cái mani nhá. Mani rồi cá nó ăn là mình gỡ vậy nè, gỡ nguyên lại câu về làm cá rồi lấy cái câu ra sau. Cho mình gỡ trong sông mà mình gỡ luôn cái lưỡi ra là nó chết liền đó nè. Tại cá trạch nó ăn nó nuốt sâu. Để quăng bỏ cái điện thoại qua đây cho nó rõ ràng xíu rồi. Ấy mấy cá mọi người xem nè, cá này là cá này là cá câu ở dưới đó mọi người. Lên đây thì được có một con đó đó. Giờ tính là 3 giờ mấy giờ về câu rắn, 3 giờ hơn rồi về mà. Nhưng mà cá nó không ăn á, thôi tranh thủ về sớm. Thì sáng hôm qua tính cá rô phi rồi không lấy á, nhưng mà cá nó cũng to nên ok lấy về chiên xù mà. Có cá có măng cho con ăn. Quay cá chặt này xem, cầm bao tay rồi mà nó cũng trơn lắm mà. Trời ơi, con bự nhất luôn mọi người, con xuống dưới nước luôn rồi. Mọi người thấy khổ, quay cho video cho nó hoàn thiện xíu cho mọi người xem cho vui cho hay thì nó thiệt hại vậy đó. Món cá đó chắc nghi nó chết mọi người, tại nó còn dính cái lưỡi câu á, độc ghê. Được ba con rô phi mọi người, con này thì hơi nhỏ xíu, ba con rô phi, hai cá trắng, với 6 cá chập mà xảy hết một con. Có cái bao tay mà sao nó trơn, nó ấy dữ ta. Giờ quăng nắm bao tay, nắm luôn cái dây câu cho nó. Con này không có dây câu mà. Bỏ vô nhanh nhanh chứ để nó phóng mất. À, con cá sảy là cá nhì thôi chứ không phải cá nhất không. Đây, con thứ ba này. Uống ghê con cá. Con cá nhất đang còn con này. Con thứ tư là con là bự nhất rồi, cẩn thận chứ không là nó phóng như con kia cái là rồi ăn mày luôn. Mọi người được 6 con cá chạch sảy mới sảy hết con rồi. Được 5 con với lại cá rô phi 3 con, cá trắng 2 con. Thì nói chung là hôm nay bữa giờ mấy ngày qua nay là trời nắng mọi người, thì nên Quang không có đi đặt lờ được, không có cá nên Quang chuyển đổi qua đi câu. Hôm nay thì tạm thời là đi test cần câu thôi mọi người, cần câu Quang tự làm. Đây, Quang làm cần câu chặt tre về rồi dốt á, dốt cần câu nó dài gần 2 mét mọi người, rồi mới được 6 cây à. Quang tính làm thêm 3 cây nữa 9 cây rồi đi câu. Thì Quang hẹn với mọi người ở video sau á, Quang sẽ kiếm cái điểm câu, cái bãi câu ngon á, săn cá bự, cá lớn hơn cho mọi người xem ha. Chắc chắn là sẽ có cá lớn hơn, nhiều ít thì chưa biết, nhưng mà kiếm cái điểm câu ngon lành là sẽ có cá lớn mọi người. Bây giờ qua gom dọn đồ về, cũng bẻ được ít măng về, mua thịt ba rọi kho hai cho con ăn. Rồi Quang cũng cảm ơn mọi người xem video ha. Rồi, hẹn mọi người ở video sau. Quang sẽ kiếm cái bãi câu ngon lành, là kiếm cá lớn hơn với lại được nhiều hơn thì tốt, nhiều hơn thì có để bán mọi người. Khoan, bye bye mọi người ha. Sảnh cá.